Tôi là Thanh, from Vinh City, đang là sinh viên năm cuối của Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó, đang chạy Summerler cho về kịp đi học đó. Học với chả Hành, ngày mố cũng như ngày mố. Tôi trồ việc đi học ranh chán, ăn đôi cũng loanh quanh ở rửa, mà toàn ngủ là chính cho mố. Hết đi học ở trường, xong rồi phải về nhà làm bài tập. Đau nào với hận luôn ý nè, đó, đang ngồi cột nè. Khiếp tập trinh cho mọi người, xếp đen luôn. Tôi là tôi ghét cái ghét đặng hình luôn xem á. Cho đến cái khi mà tôi được trở thành thành viên chính thức của nhóm này mới kêu quê cũ nhóm mà tôi đã thích từ hồi cấp 3. Tôi được sống với đam mê, tự tìm cho bản thân hơn, còn được làm thầy giáo. Có những bé học sinh mà phải gọi là siêu đáng yêu luôn. Mì kêu quê đã giúp cho cuộc sống tôi bớt chán, bớt nặng nề, bớt nhạt. Đấy, bớt thêm năng lượng cho tôi hoàn thành nốt cái bằng đại học. Tôi yêu nhóm tôi yêu Mickey Way Crew.